quen rồi, đúng không? Không phải hết gọi lớp cuối rồi, đi gọi lớp cuối. Xong chưa? Hello nha show, và mình là Mr. Spicy. Yeah, thì hôm nay mọi người sẽ bắt đầu quay trở lại với cái series Dear Video của Mr. Spicy. Đó chính là thử thách văn phòng. Và thử thách ngày hôm nay đó chính là vòng quay kỳ diệu và hot dog. Yeah, ok, thì thử thách của ngày hôm nay đó chính là như thường lệ thì trên tay của mình đang có hai lá bài là thách và biểu thách. Thì hôm nay mỗi một lần chơi sẽ có hai người, và hôm nay chúng ta sẽ có ba cặp thách đấu với nhau. Thì người nào bốc vô lá thách sẽ có quyền quay vòng xoay kỳ diệu này. Thì ở trên cái vòng xoay kỳ diệu này đang có tất cả các bạn nước chấm Việt Nam luôn. Thì khi mà vòng quay này dừng lại, cái mũi tên này sẽ chia thêm hai hướng. Ví dụ nha, bây giờ đang là mắm nêm và bên đây là chao, thì người thách sẽ có quyền chọn một trong hai loại nước chấm này để ăn chung hot dog, và người bị thách sẽ phải ăn loại nước chấm còn lại. Ok, bây giờ để cho dễ hiểu thì bắt đầu luôn đi nha. Let's go. Hai người sẽ cảm thi với nhau luôn á, ai ăn nhanh nhất thì người đó mới chiến thắng. Ủa chiến thắng mình được gì vậy? À thua người ta. Em hiểu rồi đúng không? Mắm nêm với mắm ruốc thì chị lại chọn mắm nêm. Ôi đồ có thể chị lại chọn mắm ruốc. Chắc chị lại chọn mắm nêm rồi. Dễ dàng cho mọi người vượt qua, hiểu không? Là món này kinh mà sao người ta kêu bình thường nhỉ?
Đi quá, cố tình nhá. Đấy, từ đó sẽ ăn cái đó này. Ôi, dạ. Yeah. Ôi, chủ nhà. Trời ơi. Chủ nhà. A few moments later. Bye bye, hẹn gặp lại ở tập sau. Nhớ like, share, subscribe cho Mr. Spicy nha. Bye bye.